nhìn thẳng xuống phía dưới nhá, thì chụp ảnh mấy đẹp nào. Chuẩn bị 2, 3. Gạo. Gạo. Còn bạn nào lớp 1A4 không? Lên đây hết nào. Nhìn đây này. Lớp cô Ly, các con lùi lại phía đằng sau giúp cô nào. Chúng mình tiến dích xa một chút để đỡ vào ảnh. Cảm ơn các con. Các con ở nguyên, các con đứng nguyên đội hình để chụp cùng bố mẹ mình nào. Chúng mình ở nguyên đội hình vừa rồi. Con lên trở lại hàng vừa rồi. Chụp với bố mẹ đã.